tài khoản thực sàn Pepperstone, vốn ban đầu 100 đô, lợi nhuận ổn định sau 5 năm đã biến 100 đô thành 10.000 đô. Mời các bạn cùng theo dõi lịch sử. Tài khoản này được giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo AI0 dưới sự giám sát và quản lý của đội ngũ phân tích kỹ thuật. Tài khoản này được rất nhiều người đăng ký sao chép tín hiệu trên cộng đồng MQL5 Signal. Ước tính lượng vốn đang sao chép vào khoảng hơn 1 triệu đô, với lượng khách hàng đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới. Tài khoản này đã giao dịch từ năm 2019 đến nay. Lợi nhuận ổn định đều đặn xấp xỉ 7-8%, trung bình 8% một tháng, 100% một năm. Nó mức trung bình. Lịch sử giao dịch chủ yếu là ba mã là EU, G cạc và A cạc. Lợi nhuận rất là ổn định, bền vững. Với mức lợi nhuận khoảng 2.000% suốt 5 năm qua đã chứng minh được điều đó. Đây là một trong ba tài khoản Signal, một trong ba tài khoản cung cấp tín hiệu sao chép copy trade trên cộng đồng MQL5 Signal, một trong ba tài khoản tốt nhất, được xếp hạng top 3. Lịch sử rất là dài. Sau 5 năm giao dịch thì số lệnh xấp xỉ khoảng 3.500 lệnh. Các bạn có thể lên theo đường link của Signal để phía dưới để xem chi tiết lịch sử giao dịch 5 năm qua, chi tiết giao dịch từng lệnh để đánh giá hiệu quả và có thể sao chép nếu muốn.